Xin chào mọi người, mình là Khánh Linh. Ngày hôm nay, mình sẽ giới thiệu với mọi người biết đến Dinh Độc Lập. Dinh Độc Lập, hay còn được gọi là Hội trường Thống Nhất, là một công trình kiến trúc, tòa nhà ở thành phố Hồ Chí Minh. Đây từng là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Hiện nay, nó đã được Chính phủ Việt Nam xếp hạng là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Nó có rất nhiều tên gọi khác nhau, như là Dinh Độc Lập, Hội trường Thống Nhất hay Dinh Thống Nhất. Ngoài ra, trong đại chúng thời Việt Nam Cộng Hòa thì nó cũng còn được gọi là Dinh Tổng thống hoặc Phủ Đầu Rồng. Dinh Độc Lập đã được chính quyền Pháp bắt đầu cho thiết kế và xây dựng tại trung tâm thành phố Sài Gòn để làm nơi ở cho Thống đốc Nam Kỳ. Khi xây xong, nó có tên là Dinh Notre Dame. Công trình đã được khởi công vào ngày 23 tháng 2 năm 1868 và hoàn tất vào năm 1871 do một viên thống đốc Pháp tại miền Nam Việt Nam đã đặt viên đá đầu tiên. Sau một cuộc trưng cầu dân ý vào năm 1955, Thủ tướng Ngô Đình Diệm đã phế truất Quốc trưởng Bảo Đại và lên làm Tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã quyết định đổi tên dinh này thành Dinh Độc Lập và từ đó nó đã trở thành biểu tượng của chính quyền cũng như là nơi ở và làm việc của Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Vào ngày 30 tháng 4 năm 1975, bằng chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, hai chiếc xe tăng mang dấu hiệu 843 và 390 đã lần lượt phục tùng cổng chính của Dinh Độc Lập. Cũng vào ngày hôm đó, Trung úy Bùi Quang Thận đã hạ lá cờ ba sọc xuống, kéo lá cờ mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam lên, kết thúc 30 năm chiến tranh gian khổ và anh dũng của dân tộc Việt Nam. Hội trường Thống Nhất đã được kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế và xây dựng gồm 3 tầng chính, 2 gác lửng, 1 tầng nền, 1 tầng hầm và 1 sân thượng cho máy bay trực thăng. Hơn 100 căn phòng của Dinh Độc Lập đã được trang trí theo nhiều phong cách khác nhau nhưng vẫn hòa chung một màu sắc đặc biệt của Dinh Độc Lập. Ngày nay, Dinh Độc Lập đã trở thành một trong những địa điểm du lịch không thể thiếu của những du khách trong và ngoài nước khi tới thành phố Hồ Chí Minh. Không chỉ mang ý nghĩa về lịch sử mà Dinh Độc Lập còn thể hiện nét kiến trúc tiêu biểu của Việt Nam thời kỳ những thập niên 60. Ngoài ra, đây cũng là nơi diễn ra các sự kiện lớn, các buổi tiếp khách của Đảng và Nhà nước cũng như chính quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng bây giờ, do đại dịch Covid-19 đã diễn ra trên khắp cả nước và thế giới, nên Hội trường Thống Nhất đã tạm ngừng hoạt động và mong là sẽ sớm mở cửa đón khách khi đại dịch kết thúc. Ngoài Dinh Độc Lập ra thì thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta cũng có rất là nhiều những địa điểm du lịch thú vị mà các bạn nên đến thử một lần. Khi Covid qua đi, mọi người hãy cùng gia đình, người thân và bạn bè đi tham quan và khám phá nó nhé. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và lắng nghe phần chia sẻ của mình. Bye bye! Video này đã được thực hiện và ghi âm bởi Khánh Linh, trích nguồn từ YouTube và Google.